Thưa quý vị, thưa các bạn, coi trọng thị trường nội địa, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là yêu cầu của chính phủ đối với ngành công thương trong năm 2017 và những năm tới. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2017 tăng 6,7%, ngành công thương đã đề ra một nhóm các giải pháp trọng tâm là phát triển sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, phát triển thương mại trong nước, coi trọng hội nhập quốc tế về kinh tế và phát triển thương mại biên giới, tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020, nằm trong hoạt động kết nối các doanh nghiệp. Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Giao thương xúc tiến thương mại các tỉnh phía Bắc. Hội nghị này thì nó rất là có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp cũng có cái cơ hội để tham gia cái hội nghị này để giới thiệu và các cái sản phẩm của doanh nghiệp mình tới các cái doanh nghiệp bạn. Thế và hôm nay tham dự cái hội nghị ở đây thì tôi thấy là hàng của các nữ doanh nghiệp tham gia ở đây chất lượng cao, bao bì mẫu mã đẹp, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Tôi nghĩ là trong thời gian tới thì cũng cần nên duy trì và phát triển với các cái hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm này. Những buổi giao thương trực tiếp như thế này là dịp để các nhà phân phối tiếp cận các doanh nghiệp sản xuất địa phương, tìm hiểu cơ hội hợp tác, hợp đồng mua bán, góp phần đa dạng hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong và ngoài nước. Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa Hà Nội thì chúng tôi là 90% các doanh nghiệp là sản xuất hàng tiêu dùng. Do vậy cho nên chúng tôi rất là cần tiêu thụ những đầu ra, mà nhất là thị trường trong nước. 90 triệu dân của thị trường trong nước mình lại đang rất là cần những cái sản hàng mà hàng Việt Nam chất lượng cao. Do vậy cho nên là từ khi có chương trình đến nay thì Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ Vừa Hà Nội chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những cái cuộc hội nghị giao thương cũng như là các phiên chợ là phối hợp với các tỉnh. Hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước thì nhiều doanh nghiệp cũng đã có sự chủ động xây dựng các chương trình của riêng mình nhằm tiếp cận thị trường một cách sâu rộng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Minh Khoa thành phố Hồ Chí Minh, một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm đồ điện gia dụng, đã cùng với Sở Công Thương các tỉnh thành phố tham gia chuyến bán hàng lưu động tại các huyện, thị xã và các khu công nghiệp, tham gia các phiên chợ hàng Việt, tháng khuyến mãi. Theo lãnh đạo công ty cho biết thì phần lớn các chương trình này đều nhằm phục vụ tốt nhất cho hệ thống phân phối và nhu cầu tiếp cận mua sắm hàng hóa và nhất là hàng sản xuất trong nước của người dân nông thôn. Tại các chương trình này, người tiêu dùng được gặp trực tiếp nhà sản xuất và được biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cùng việc tham gia các chương trình khuyến mãi giảm giá kèm theo. Công ty Minh Khoa thì đóng tại thành phố Hồ Chí Minh là chính. Cách đây khoảng 3 năm thì tôi đã nung nấu và mang cái hàng Việt Nam ra ngoài này. Phía Bắc á, người ta chưa có biết cái hàng kim cương là gì. Lần đầu tiên mình làm như thế này, bà con cũng còn nghi ngờ. Như ngày hôm qua người ta chỉ có ra xem, người ta chưa có mua đâu. Nhưng đến hôm nay thì bắt đầu là bà con đã tin tưởng cái hàng của mình và đã mua. Cho nên là tôi muốn mang cái sản phẩm chính do tôi sản xuất ra đây để cho người Việt Nam thấy được là tôi là người sản xuất thực tế và mong rằng là bà con là người Việt Nam ủng hộ hàng Việt Nam. Theo Thường trực Ban Chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để đạt được mục tiêu đến năm 2020 có 100% người tiêu dùng và các doanh nghiệp biết đến cuộc vận động, đồng thời tăng thị phần hàng Việt lên khoảng 80% tại các kênh phân phối, thì có rất nhiều việc phải làm trong năm 2017 và những năm tới. Trong đó, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, việc tăng cường công tác quản lý giám sát bảo đảm chất lượng hàng hóa là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính an toàn để đạt được uy tín và mong đợi của người tiêu dùng. Có như vậy thì mới phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đồng thời gia tăng thị phần hàng Việt tại thị trường trong nước.